tắm vành vạch này, bắn hết nước lên đây rồi. Con này đêm nào nó cũng tắm, lúc nào đổ nước đầy, hôm nay đổ nhiều nên nó lại tắm. Cứ thấy nước đầy cái bát nước, nó lại nước sạch nước trong là ông nhảy vào ông tắm. Trong khi trời á, mấy con kia run bần bật đi. Ông này ông tắm, nước không phải nước ấm không? Nước hết người. Bắn tết lên rồi. Ngày mùa là mùa hè, cho cái bát nước to vào tắm thì thích. Bát này nó đang còn ít nước rồi, vẫn tắm ít sợ nước bắn vào mặt con. Nhưng không thấy lạnh sao? Nay phải nó mười mấy độ, chắc tầm 18 độ nhỉ. Tắm ướt sượt người luôn. Mai mà trời nắng thì cho ra sân tắm. Thật á? Ừ. Con nào? Con nào thích tắm thì ra tắm. Sân trong luôn. Ừ, sân trời nắng buổi trưa ấy. Không thì cứ cho vào một cái bát nước to to, cho vào trong lồng. Cho trong lồng á? Ừ. Vừa ra được. Vừa ra được. Rét đang còn phải bật đèn sưởi lên mà ông ấy, là ông ấy tắm ướt hết đầu rồi. Ra lại rét run đứng sưởi. Đứng sưởi, anh đứng sưởi. Con chip nó thấy động động lại dậy đòi ra. Ngủ đây. Chip đang đòi ra đấy. Chip chip đang trèo đòi ra. Nó đòi ra thấy động đậy nó đòi ra. Con đấy chưa biết tắm. Lớn lớn một tí nữa tắm. Đấy, con này tắm xong rửa lông rửa cánh. Hai con này xong là rửa cánh. Đấy, một lúc nữa là ngủ, nửa đêm lại dậy, nói linh tinh.